Bear Grylls, người đàn ông dám đối đầu với thiên nhiên và những trải nghiệm trùng mình để sinh tồn. Bear Grylls là một nhà thám hiểm, tác giả và người dẫn chương trình người Anh cực kỳ nổi tiếng. Anh được biết đến qua các chương trình Man vs. Wild, tên gọi khác là Born Survivor, Bear Grylls. Để có thể thực hiện những chuyến thám hiểm đến khu vực hẻo lánh, nguy hiểm nhất trên thế giới, nhà thám hiểm người Anh từng phải ăn mắt, tim động vật và uống nước tiểu bản thân và nhiều lần cận kề với cái chết. Nhưng liệu có phải tất cả những thứ đó đều là thật? Suýt mất mạng khi rơi xuống đất từ độ cao 4.900m. Bear Grylls, tên thật là Edward Michael Grylls. Anh sinh năm 1974 tại Anh, sẵn đam mê khám phá từ tuổi ấu thơ. Sau tốt nghiệp Đại học Eton, Bear tình nguyện gia nhập lực lượng đặc nhiệm SAS Quân đội Hoàng gia Anh và được biên chế vào đơn vị lính dự bị Trung đoàn 21 SAS. Năm 1996, trong thời gian tập nhảy dù ở Zambia, vì ưa thích mạo hiểm, tân binh trẻ đã suýt mất mạng. Sau một cú nhảy từ bụng máy bay chở quân, chiếc dù chính của Bear bị rối, tình huống khá nguy hiểm bởi sự cố xảy ra ở độ cao 4.900m. Thay vì cắt bỏ chiếc dù bị rối và mở dù dự phòng, Bear cố gắng chèo lái theo chiều gió để rơi tự do. Chỉ có sự may mắn cực hiếm gặp mới giúp chàng trai gan hùng thoát chết. Tân binh tiếp đất trong tư thế rơi lưng xuống chiếc ba lô đựng dù và chỉ bị gãy 3 đốt xương sống. Các bác sĩ trực tiếp điều trị thương binh sau đó chia sẻ rằng nếu tổn thương nặng hơn một chút xíu, Bear chắc chắn đã bị liệt nửa người. Sau tai nạn, Bear phải mất 12 tháng tập luyện vã mồ hôi để phục hồi khả năng đi lại và vận động như bình thường. Chinh phục đỉnh núi Everest. Chưa kịp điều trị khỏi hẳn chấn thương, chỉ một năm sau vào tuổi 24, Bear đã thực hiện thành công giấc mơ ấp ủ từ thời thơ ấu, chinh phục đỉnh núi Everest cao nhất thế giới với độ cao 8.848m. Vào thời điểm đó, năm 1998, Bear là công dân trẻ nhất thế giới làm nên kỳ tích này. Bear đã đầu tư hơn 3 tháng rèn năng lực leo núi của mình bằng cách chinh phục đỉnh núi khác thấp hơn, cũng thuộc dãy Himalaya, đỉnh Amadablam, 6.812m. Trước đó thì trong suốt một thời gian dài, đỉnh Amadablam được Edmund Hillary, nhà leo núi nổi tiếng người New Zealand đã mô tả là nơi không thể chinh phục. Đặt chân lên đỉnh Amadablam, Bear Grylls trở thành công dân Anh trẻ nhất gây bất ngờ cho Edmund. Ưa thích mạo hiểm. Năm 2000, Bear thuyết phục hai người bạn cùng mình tay không vượt biển Đại Tây Dương bằng xuồng cao su bơm hơi, ngoài nước uống không mang theo thực phẩm. Ba người xuất phát từ một cảng nhỏ thuộc vùng Halifax, Canada. Sau hơn 2 tháng ăn cá và rong biển, họ đã kết thúc chuyến đi mạo hiểm tại làng ngư dân người Scotland. Ba chàng trai quả cảm đã vượt được chặng đường 5.600 km. Năm 2005, anh dẫn đội thám hiểm thực hiện chuyến bay bằng dù lượn đầu tiên qua vùng cao nguyên hiểm trở thác nước Angel ở Venezuela. Cũng trong năm này, cùng với nhà leo núi David Hambleman Adams, Trung tá Ellenville, Bear Grylls xác lập kỷ lục thế giới về bữa tối cao nhất khi họ ăn ở độ cao 7.600m. Chương trình ăn khách Man vs. Wild. Từ năm 2006 đến năm 2011, Bear Grylls tham gia chương trình truyền hình thực tế Born Survivor, hay còn gọi là Man vs. Wild, con người đối mặt tự nhiên trên kênh Discovery. Số đầu tiên lên sóng truyền hình vào ngày 10 tháng 11 năm 2006 và ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Hơn 1,4 triệu người đã bị mê hoặc đến nỗi không thể rời chiếc TV. Trong đó, anh được ống kính dõi theo khả năng vận động sinh tồn của mình ở những vùng đất khắc nghiệt đến không tưởng. Qua màn hình nhỏ, khán giả đã theo dõi những cảnh anh phải đốt phân voi để có lửa ra sao giữa thảo nguyên châu Phi, tình huống tận dụng một con nai chết thế nào để làm chỗ trú tại cao nguyên Scotland và nhiều kỳ tích đại loại như vậy. Mỗi một cuộc vật lộn với thiên nhiên của Bear được thực hiện trong vòng 7 cho đến 10 ngày. Đầu tiên là đoàn sẽ đi tiền trạm địa điểm dự kiến quay trong vòng khoảng 1 tuần. Sau đó, Bear sẽ đến đó trong 2 ngày để tự mình kiểm nghiệm mọi thứ. Khi đã nắm được những thông tin cơ bản về các yếu tố an toàn và nguy hiểm, nói chuyện với kiểm lâm và các chuyên gia sinh học ở địa phương, Bear và đoàn sẽ bắt tay vào quay và dựng. Đi theo anh trong mỗi chương trình gồm một người quay phim, một kỹ sư phụ trách âm thanh. Tuy nhiên, những người này không được phép can thiệp hay giúp đỡ Bear ngoại trừ trường hợp nguy cấp đến tính mạng. Với kinh nghiệm của một người lính, một nhà leo núi và một người ưa phiêu lưu mạo hiểm ngay từ nhỏ, Bear đã đơn độc tìm cách trở về cuộc sống văn minh. Dù trong mỗi cuộc hành trình,
anh chỉ được cung cấp một ít quần áo, giày và vật dụng thiết yếu như dao và dây thừng. Bear nói, đó là thiên nhiên hoang dã và có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra, vì thế tốt nhất là tôi phải lường trước được 80% các tình huống. Đơn cử như khi tôi bị sụt cát hay bị cá sấu tấn công thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi phải làm một chiếc bè ra sao? Dốc đá đó nguy hiểm như thế nào? Chỗ đó sẽ xuất hiện một dòng sông hay trong khe núi ấy là một ổ rắn? Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Những trải nghiệm rùng mình. Tính đến nay, Bear đã trải qua vô vàn thử thách, trèo xuống đất từ dãy núi Rocky Mountain nổi tiếng hiểm trở của Bắc Mỹ, dãy Alps của châu Âu, băng qua sa mạc Moab Desert nóng như lửa, 110 độ C ở Utah sa mạc Sahara, rừng rậm Amazon hay vùng núi băng tuyết Chugach ở Alaska. Trong chuyến thám hiểm tới vùng Siberia để sống sót, Bear Grylls từng phải ăn mắt của động vật. Theo anh, nhãn cầu chứa nhiều protein hơn thịt. Grylls thừa nhận đó là trải nghiệm khủng khiếp, nhưng khi buộc phải lựa chọn giữa cái chết và sự ghê tởm trong dạ dày, anh đảm bảo mọi người sẽ chấp nhận thứ thức ăn ấy dễ dàng hơn. Tim động vật cũng là lựa chọn tốt cho con người khi rơi vào tình huống nguy hiểm tại khu vực hẻo lánh. Nhà thám hiểm cũng từng phải uống nước tiểu bản thân để sống sót. Thực tế, Bear đã ăn ếch nhái, tim cừu, thịt ngựa vằn, thậm chí cả khi nó đã bắt đầu phân hủy. Tuy nhiên, theo Bear, món ăn kinh khủng nhất mà MC nổi tiếng từng phải nuốt để có thể sống là thứ chất lỏng trong dạ dày lạc đà. Bear chia sẻ, tôi đã nhắm mắt nuốt để sống nhưng nó thật kinh tởm. Ngoài ra, việc uống nước tiểu của bản thân và đồng đội là chuyện thường nhật với mày râu ham khám phá. Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không phải lúc nào anh cũng an toàn tuyệt đối. Đã có không ít tình huống thoát tim diễn ra và những bất ngờ ngoài dự kiến giúp chương trình Man vs Wild đã trở nên hồi hộp gay cấn, không chỉ đối với khán giả truyền hình mà còn cả với những người thực hiện. Vào tháng 4 2008, Bear và kênh Discovery đã xuất bản một cuốn sách viết về những mẹo vặt để sống sót. Cuốn sách này được viết dựa trên những thực tế mà anh đã nếm trải. Bear Grylls cho biết thêm rằng, song song với chương trình truyền hình thực tế này, anh cũng muốn sản xuất phim 3D về đề tài con người, làm thế nào để sinh tồn một mình giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Ngoài ra, nhà thám hiểm còn tham gia chương trình Worst Case Scenario. Trong mỗi tập phim thì Bear Grylls sẽ đặt bản thân vào các tình huống đe dọa đến tính mạng nhằm hướng dẫn người xem cách sống sót trong những trường hợp nguy hiểm nhất. Vào tháng 9 năm 2015, khi thực hiện chương trình thực tế Running Wild with Bear Grylls, anh đã hướng dẫn cựu Tổng thống Obama cách sinh tồn ở vùng Alaska khắc nghiệt bằng cách ăn những miếng cá hồi do gấu bỏ lại. Kiếm tiền cực giỏi. Bear Grylls năm nay 44 tuổi, mỗi năm anh bỏ túi ít nhất 3,3 triệu đô la nhờ việc kinh doanh toàn cầu. Anh sở hữu tới 4 ngôi nhà và một bất động sản sang trọng tại khu Battersea Power Station có giá tới 2 triệu đô la. Đằng sau các show truyền hình của mình, Bear tạo dựng một đế chế kinh doanh rất thành công, bán mọi thứ giúp cho kỹ năng sinh tồn. Con dao bất ly thân giá 50 đô la của Bear Grylls đã bán được cả triệu chiếc trong năm đầu tiên, trong khi sách dạy kỹ năng sinh tồn cho trẻ em của anh bán được tới 3 triệu bản tại Trung Quốc trong vòng 6 tháng. Hiện ngôi sao sinh tồn sống một cuộc sống vương giả với người vợ cùng 3 đứa con. Thật giả. Bất chấp thành công trên, Man vs Wild cũng bị ném đá không thương tiếc. Chương trình bị chỉ trích là theo dệt dàn dựng quá nhiều. Vào năm 2006, một thành viên trong ekip đã nói rằng vài cảnh quay không giống với những gì mà khán giả thấy trên màn ảnh. Trong nhiều tình huống, Bear không hề đơn độc. Đơn cử trong một cảnh quay ở vùng núi Sierra Nevada, California, Bear diễn một cảnh phải ăn sáng với đầu rắn và trình bày với khán giả rằng anh chỉ có một chai nước, một cái cốc và một viên đá lửa để sống. Nhưng điều mà khán giả không được kể đó là Bear thực tế đã nghỉ mấy đêm ở khu Pines Resort, một nơi ấm cúng. Các phòng đều được trang bị Internet và được phục vụ bánh Việt Quốc vào mỗi buổi sáng. Trong một tập khác, khi mà Bear tuyên bố anh vừa bị lạc vào hoang đảo như Robinson Crusoe, thì khán giả cũng không thể nào ngờ đó lại là một trong những hòn đảo đẹp đẽ và cuốn hút nhất thế giới, Hawaii. Năm 2007, Mark Wainwright, một cố vấn của chương trình đã tiết lộ trên tờ Sunday Times rằng cái bè do Bear tự làm trong phim thực chất đã được cả đội làm sẵn trước đó và để rời thành nhiều bộ phận. Bear chỉ có nhiệm vụ ghép lại và trình diễn cho khán giả xem. Thêm vào đó, trong cảnh Bear quăng thòng lọng vào cổ một con ngựa vằn hoang dã ở Sierra Nevada, con ngựa thực ra đã được thuần hóa và đưa vào phim từ một trạm dừng chân gần đó. Ngay cả cảnh núi lửa phun, nơi Bear cố gắng thoát khỏi bầu khí độc cũng được dựng lên bằng than đá nung đỏ và máy tạo khói.
giả, thật. Phản ứng trước những thông tin này, kênh Discovery và Channel 4 đã lên tiếng rằng mọi thứ trong phim là do chính Bear tự làm và anh đã phải đối mặt với không ít nguy hiểm từ những việc ấy. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận cả đội làm phim luôn đứng sau Bear để sẵn sàng đối phó với những trường hợp nguy cấp đến tính mạng. Kể từ đó, Channel đã thay đổi cách thực hiện của mình bằng cách bổ sung các dòng chữ chạy dưới chân màn hình mỗi khi Bear cần sự hỗ trợ của cả đội nhằm đảm bảo tính mạng cho anh. Hơn thế, họ cũng đưa cả những đoạn phim hậu trường cần thiết, trong đó Bear giảng giải cho những người trong đội phương pháp và chiến thuật để hỗ trợ anh phòng khi anh lâm vào những tình huống nguy hiểm. Rõ ràng, mục tiêu của chương trình là đem đến cho khán giả kiến thức và kỹ năng để ứng phó với những tình huống thiên nhiên khắc nghiệt. Nó cũng mang tới cho người xem những giây phút phiêu lưu kỳ thú qua màn ảnh nhỏ. Nhưng liệu có nhất thiết phải đảm bảo tính chân thực của chương trình bằng tính mạng và sức khỏe của một con người? Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!